giả, Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình Thời sự Thế giới của Đài Truyền hình Việt VTV ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, nhà báo Lưu Dân sẽ là người đồng hành cùng Kim Hoàng trong chương trình này. Kính chào nhà báo. Xin kính chào quý khán giả của VTV. Vâng, kính thưa nhà báo, thì không biết là trong tất cả những cái trên thế giới mấy ngày qua thì nó có những cái sự kiện gì mà chúng ta nên đề cập tới để mà thảo luận cho quý khán giả của Việt VTV những cái thông tin họ cần muốn biết ạ? Thật ra nếu mà tình hình thế giới để được nói trong 30 phút trong cả tuần đó, thì nó quá ngắn để chúng ta nó quá hạn hẹp thời gian. Trên thế giới có nhiều chuyện đã xảy ra, đặc biệt là Nepal bị động đất trở lại lần thứ nhì. Dạ, vâng. Những cái chuyện nóng bỏng ở vùng Trung Đông, ở các nước như là Iraq và Syria với cái phong trào khủng bố nhà nước Hồi giáo và nhiều chuyện khác, trong đó cũng có cái chuyện là chính phủ bảo thủ của Anh được tái đắc cử, vân vân, mặc dù rằng là nhiều người trước đó tiên đoán rằng là ông Cameron sẽ có thể bị mất chức, nhưng mà rõ ràng là những cái chuyện đó thì nó xảy ra như là những cái chuyện thường ngày ở trên một cái bình diện thế giới nói chung. Tuy nhiên có lẽ là chúng ta nói đến những cái vấn đề nó gần gũi hơn với trực tiếp ảnh hưởng tới người Việt và tới người dân tại sinh sống tại nước Úc này. Dạ. Như vậy thì một trong những cái đó mà theo Kim Hoàng tham khảo đó thì nó có những cái mà nó có liên quan trực tiếp tới dân chúng tại Úc, bằng chứng là nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã lên tiếng và đã cảnh cáo hoặc là đã yêu cầu Trung Quốc không nên tiếp tục cái vấn đề nhận dạng phòng không. Thì trước khi chúng ta bắt đầu, chắc có lẽ quý vị khán giả cũng chưa có rõ ràng về cái vùng nhận dạng phòng không, thì không biết là nhà báo Lưu Dân có thể cho quý khán giả được biết là tại sao cái tên gọi là nhận dạng phòng không? Vùng nhận dạng phòng không tiếng Anh là ADIZ, tức là Aerial Defense Identification Zone. Đây là một cái lời tuyên bố của một cái quốc gia dành cái quyền kiểm soát hoặc là theo dõi những cái hoạt động ở trên không phận của cái vùng mà họ tuyên bố là thuộc về chủ quyền của họ. Điều này nó có nhiều cái ảnh hưởng một cách trực tiếp về mặt an ninh, quốc phòng cũng như là về mặt kinh tế. Chúng ta nhớ lại là năm 2013 nó đã xảy ra một cái trường hợp tương tự như vậy ở cái vùng biển gọi là vùng biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng mà năm thời điểm đó thì bà Ngoại trưởng Julie Bishop không hề lên tiếng, mà tại sao lần này thì bà lại lên tiếng một cách rất là gay gắt? Để có thể hiểu được nội dung của cái vấn đề này, chúng tôi cũng có lẽ là cũng phải trở lại năm 2013 khi mà Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản đã mạnh mẽ bác bỏ cái quyền xác nhận về cái khu vực gọi là cái nhận dạng phòng không đó. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc và Nhật Bản đã có những cái sự tranh chấp chủ quyền về quần đảo Senkaku, tiếng Nhật, và đảo Tiếu Ngư theo cái tiếng Trung Quốc. Theo đó thì hai bên đều nói rằng là cái đảo đó là thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn áp đặt cái gọi là cái vùng nhận dạng phòng không đó, khiến cho những cái phi cơ dù là quân sự hay là dân sự bay ngang đều phải báo cho Trung Quốc biết để họ có thể nhận diện được. Nhưng mà vào thời điểm năm 2013, rất là nhiều những cái phi cơ của Hoa Kỳ đã bay qua vùng đó và không hề báo cho Trung Quốc. Vậy như chúng tôi đã nói là cả Hoa Kỳ và Nhật Bản, tức là hai nước đồng minh có những cái hợp tác chiến lược với nhau đó, đã không có công nhận cái lời tuyên bố đó đã của Trung Quốc, và họ đã thách thức Trung Quốc bằng những cái hành động như là cố tình vẫn cho những cái phi cơ quân sự và dân sự của họ bay ngang cái vùng biển đó, và rõ ràng là Trung Quốc đã không có những cái phản ứng gì. Và trong thực tế họ coi như là không có một cái lời tuyên bố hay là không có một cái sự xác định về chủ quyền về cái vùng nhận dạng phòng không đó ở vùng biển Hoa Đông. Nhưng mà tuy nhiên vài ngày vừa qua đây thôi, thì một chiếc phi cơ không rõ là quân sự hay là nhân sự của Philippines khi bay qua cái vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đang khẳng định đó là vùng nhận dạng phòng không của họ, thì đã bị ngăn cản bởi Trung Quốc và bạn phải quay đầu. Vâng, như chúng ta đều biết là cái vùng biển Đông gọi theo cách Việt Nam, hoặc là vùng biển Hoa Nam gọi theo cách Trung Quốc, là cái điểm nóng ở trên cái thế giới bây giờ, tại vì đó là một cái vùng đang có những cái sự tranh chấp căng thẳng về chủ quyền giữa nhiều nước ở trong vùng, chứ không phải chỉ riêng đối với Việt Nam hoặc là Trung Quốc hoặc là Philippines hoặc là Úc mà không mà thôi. Bởi vì chúng ta đều biết là một cái số lượng hàng hóa khá lớn, cũng như là một cái sự đây là một cái con đường cái lưu thông huyết mạch
của cả thế giới, chứ không phải là chỉ riêng cái vùng Đông Nam Á hoặc là Á Châu mà thôi. Và vì vậy nó có cái lợi ích trực tiếp đối với các cái nước liên quan, đặc biệt là những cái nước có cái giao thương, có cái khối lượng giao thương mạnh mẽ hay là rất là to lớn ở các cái nước vùng ở trên phía Bắc Á như là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản vân vân. Thì cái sự lý lời tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc trước đây nó chỉ được nêu ra như là một cái nguy cơ, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một cái hiện thực. Tức là phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã nói đây là cái thuộc chủ quyền của chúng tôi có quyền chính đáng để làm cái việc này. Tuy nhiên cái quyền mà Trung Quốc gọi là chính đáng đó đã bị nhiều nước phản đối, dĩ nhiên là trong đó có Hoa Kỳ, trong đó có nhiều nước mà có những cái trực tiếp liên quan đó. Và đây là lần đầu tiên Úc lên tiếng về cái việc này, bởi vì rõ ràng là nó có những cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi trực tiếp của Úc. Chúng ta đều biết là Úc, Nhật và Nam Hàn là những cái nước có những cái mối giao thương, có một cái khối lượng trao đổi hàng hóa khổng lồ. Và nó đều là những cái quyền lợi có tính cách cốt lõi của những cái quốc gia này. Và cái lời tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc nó khiến cho Canberra lo ngại vì cái điểm đó. Bởi vì không những chỉ là những cái hải lộ ở trên biển mà thôi, nhưng mà những cái dịch vụ những như cái là không lộ trên không nó cũng rất là quan trọng. Nó rõ ràng nó có một cái điều cũng nên chúng ta cũng nên biết là ở vùng này nó có hai cái đặc điểm khá nổi bật. Là thứ nhất, đây là một cái vùng biển có nhiều cái tỷ lệ tấn công các cái tàu buôn của hải tặc rất là cao. Và cái điều thứ nhì, đây cũng là một cái hải lộ có cái chuyện mà buôn người hoặc là gì nó cũng rất là lớn. Và đây cũng là một cái hải lộ mà có nhiều cái tai nạn ở trên biển nó xảy ra, và do đó cái những cái dịch vụ như là cứu cấp hoặc là những cái dịch vụ có tính cách nhân đạo thì rõ ràng là nó phải có cái sự kết hợp giữa các quốc gia trong vùng. Cái sự ấn định về cái quyền nhận dạng phòng không của Trung Quốc nó sẽ gây cản trở rất là nhiều, trong không những chỉ về mặt buôn bán làm giao thương với nhau, nhưng mà cả về cái mặt an ninh quốc phòng cũng như là các cái hoạt động có tính cách nhân đạo và ngay cả cái hoạt động phòng chống cái nạn hải tặc. Như vậy là nói một cách khác thì cái vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc muốn áp đặt vào năm 2013 và cái vùng nhận dạng phòng không hiện tại Trung Quốc muốn áp đặt là hai cái không phận khác nhau. Là hai cái không phận khác nhau. Ở một mặt nó ở vùng Bắc Á, tức là nó chỉ liên quan đến những cái nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc mà thôi. Mặt khác cái ở phía dưới này, tức là cái vùng biển gọi là Hoa Nam của Trung Quốc hay là Biển Đông đối với người Việt Nam, nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hơn. Trong đó có Úc Đại Lầy. Trong đó có Úc. Và đó là lý do tại sao bà Julie Bishop đã phải lên tiếng. Dĩ nhiên là bà Julie Bishop đã phải lên tiếng không phải chỉ vì cái quyền lợi của nước Úc mà thôi, nhưng mà nó có ảnh hưởng chung đến cái cán cân an ninh hay là cái sự mất thăng bằng về cái tình trạng hiện tại của Trung Quốc, qua đặc biệt là qua những cái hành động mà mở rộng hay là cơi nới hay là tôn tạo hoặc là xây dựng trên một số các cái hòn đảo. Như vậy thì cái quyền lợi của một cái quốc gia khi họ tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không đó là thuộc về lãnh thổ của họ thì họ có được cái cụ thể là họ sẽ có được cái quyền lợi gì? Nếu mà không có quyền lợi chắc chắn họ sẽ không tranh giành. Dĩ nhiên là cái quyền lợi rõ ràng và cụ thể nhất là cái xác định chủ quyền. Cái xác định chủ quyền của các cái hòn đảo hay là các cái vùng biển mà họ tuyên bố là thuộc về của họ. Cho đến bây giờ thì rõ ràng như chúng ta đều biết là Trung Quốc đã tuyên bố là 80% cái vùng lãnh hải của cả cái vùng Biển Đông đó là của họ. Qua cái sự thể hiện cái con đường gọi là con đường 9 điểm lưỡi bò mà Trung Quốc công bố, và cho đến bây giờ là chưa có nước nào công nhận hết. Và đó là một cái lời đòi hỏi có tính cách phi lý theo các cái quốc tế về luật biển cũng như là cái quyền lợi của nhiều quốc gia liên hệ, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã đều biết rằng là trong vài năm qua đã có nhiều cái hoạt động khá quy mô và khá nhanh chóng của Trung Quốc nhằm mở rộng các cái hòn đảo mà họ chiếm được từ nhiều nước, thí dụ từ Philippines và từ Việt Nam. Riêng về cái điểm này chúng ta cũng cần phải phân biệt hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ở quần đảo Trường Sa và chuyện thứ nhì là ở quần đảo Hoàng Sa. Ở quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc thì nó chỉ liên quan trực tiếp đến Việt Nam và Trung Quốc mà thôi. Vào khoảng tháng Giêng năm 1974, trong khi cái chiến sự Việt Nam nó còn đang rất là nóng bỏng đó, thì Trung Quốc đã bất ngờ đánh và chiếm
toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa của từ Việt Nam, khiến cho từ Việt Nam Cộng Hòa khiến cho 74 chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tử thương trong cái việc mà bảo vệ cái vùng lãnh thổ này của mình. Từ đó đến bây giờ Trung Quốc vẫn luôn luôn nói rằng là Hoàng Sa là một cái vấn đề không phải tranh cãi nữa, tại vì cái đó là không, họ có thể chấp nhận một cái sự thương thuyết, điều này nó chưa xảy ra, nhưng mà họ có thể nói chuyện về cái việc chủ quyền ở các quần đảo Trường Sa mà thôi, chứ không nói Trường Sa nó đặt ở ngoài, và chuyện đó họ coi như là chuyện đương nhiên, không còn có bàn cãi nữa. Và vâng, bất cứ một cái nước nào mà can thiệp vào cái vấn đề Hoàng Sa, tức là can thiệp vào chính cái nội bộ của Trung Quốc. Dạ vâng. Người cộng đồng người Việt thì rất hay lẫn lộn giữa có Hoàng Sa và Trường Sa, và ngày hôm nay thì nhà báo Lưu Dân cũng đã clarify, cũng đã xác nhận cho chúng ta những cái sự khác nhau giữa hai cái tên, hai cái địa danh nghe thì nó rất là giống nhau, nhưng mà thật sự là vị trí khác nhau, vị trí và cái bối cảnh lịch sử họ cũng khác nhau hoàn toàn. Cho đến năm 84 thì Trung Quốc cũng đã xâm chiếm và chiếm đóng một số các cái hoàng đảo ở quần đảo Trường Sa, tức là ở phía Nam, và cái quần đảo Trường Sa này nó liên quan đến nhiều quốc gia hơn. Có nghĩa là 10 năm sau, từ 1974 và 1984 là họ lại tấn công thêm lần thứ nhì. Cũng 10 năm sau, 64 chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam, tức là cái quân đội thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại đã bị bắn chết ở trên đảo Gạc Ma, là một trong 7 cái hòn đảo mà Trung Quốc chiếm từ năm đó. Cũng từ năm đó, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một số các cái việc tân tạo hoặc là mở rộng hoặc là xây dựng nhiều cái cơ sở ở trên đó, ngay cả những cái cơ sở quân sự, đặc biệt là ở trên cái quần đảo mà họ gọi là cái quần đảo Chữ Thập, là một cái bãi đá. Bãi đá và Chữ Thập, bây giờ nó đã trở thành một cái hòn đảo cát với một cái diện tích gấp 800 lần. Cái diện tích nguyên thủy của họ, tức là, có nghĩa là họ đã bành trướng, họ đã vâng, đất liền với những cái máy hút cát, với những cái công cụ về quốc phòng, họ đã mở được một cái đường bay khoảng dài trên 3 cây số, và ở trên đó họ cũng đã xây dựng nhiều cái ngôi nhà và ngay cả thành lập một cái nhà máy xi măng. Có nghĩa là họ đã tạo một cuộc sống ngay tại cái đảo đó, ngay vâng, tại cái đảo. Điều này nó cũng là một cái điểm tranh luận khá gay gắt ở trên cái về cái phương diện luật pháp quốc tế, và đặc biệt là phương diện luật pháp về hàng hải chẳng hạn. Thì đây là một cái sự xâm chiếm có tính cách võ lực trên một cái hòn đảo không có người ở và không có một cái hệ thống chính quyền đã được ổn định lâu dài, mà đây là một cái việc làm có tính cách cố ý và nhân tạo. Nhưng mà riêng về cái đường này, điều này thì nó cũng lại có những cái diễn tiến khá gây cấn ở trong cái thời gian vài tuần qua, là chính Trung Quốc đã tố ngược lại Philippines và Việt Nam cũng đã xây cất một số các hòn đảo mà họ tuyên bố là thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Thì đây là một cái trận giặc miệng, có thể nói, nhưng mà cái trận giặc miệng này có thể nó sẽ bùng nổ thành một cái cuộc cuộc chiến pháp lý, và có thể là trở thành một cái cuộc chiến tranh súng đạn nữa không chừng. Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lại nói rằng là đây là những cái hòn đảo thuộc chủ quyền của chúng tôi và không thể nào tranh cãi được, và họ cũng tố ngược lại Bắc Kinh là đã chiếm đóng những hòn đảo trái phép. Đây rõ ràng vấn đề này là một cái chuyện rất là phức tạp, mà chúng ta ai cũng đều biết là nó khởi đi từ cái công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958, và theo đó thì Trung Quốc chế đã độ được Bắc Việt lúc đó công nhận cái quyền về các cái quyền chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vân vân. Nhưng với cái sự can dự hoặc là với một cái sự bị ảnh hưởng trực tiếp của những cái quốc gia trong vùng đang có tranh chấp ở trong cái vùng gọi là vùng đường lưỡi bò đó, thì cái vấn đề nó không còn đơn giản chỉ là giữa Hà Nội và Bắc Kinh nữa, nhưng mà nó đã mở rộng. Và cái thí dụ như là Kim Hoàng vừa nói, sự xác lập cái vùng nhận diện phòng không của Bắc Kinh nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là gây cấn, và nó sẽ bao gồm nhiều phía, đặc biệt là những cái quốc gia trong vùng. Nghe
ngay cả cái quyền lợi của Ấn Độ chẳng hạn là một cái cường quốc Á Châu đang có những cái quyền lợi lớn ở trong cái vùng Biển Đông qua những cái hợp đồng về khai thác dầu mỏ, qua những cái tuyến đường về giao thông hàng hải và cả hàng không nữa đối với những cái nước có những cái giao thương với họ ở vùng Bắc Á. Dạ. Thì trở lại cái vấn đề mà Kim Hoàng đã đặt ra ngay từ đầu là bà ngoại nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã tỏ một cái thái độ rất là gay gắt trong những ngày vừa qua với những cái nhân vật cao cấp tại Bắc Kinh, thì không biết là cái thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với những phản ứng của Camara như thế nào ạ? Như chúng ta đều biết thì Trung Quốc là nước mà bị nhiều cái quốc gia ở trong vùng phản đối, và những cái quốc gia trong vùng phản đối cái sự bành trướng ảnh hưởng của họ qua nhiều hình thức khác nhau. Cái hình thức đầu tiên là về mặt pháp lý ra trước những cái tòa án trọng tài quốc tế. Yeah. Cái hình thức thứ hai là có những cái liên kết với nhau như là những cái đồng minh, mặc dù là cái tầm quan trọng của các cái tình đồng minh nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau, có thể là những cái hợp tác toàn diện, có thể những cái đối tác chiến lược về an ninh quốc phòng, vân vân. Nhưng mà Úc lại là một trong những cái cường quốc mà được coi như là cường quốc phương Tây ở Á Châu, và là một cái người bạn rất là thông minh, rất là thân thiết với Hoa Kỳ. Thì rõ ràng Trung Quốc, nước Úc chúng ta luôn luôn đứng một cái vị trí trung lập, bởi vì Trung Quốc luôn luôn là một cái quốc gia mà đã giúp cho cái nền kinh tế của Úc rất là nhiều, và ngược lại thì cái Hoa Kỳ là một cái đồng minh chiến lược của Úc. Do đó mà có thể nói là đây là lần đầu tiên Canberra đã tỏ một cái thái độ gay gắt như vậy với nhà cầm quyền. Đây là lần đầu tiên mà Canberra đã xác định cái vị trí của mình về mặt chính trị cũng như là về những cái lợi ích về kinh tế. Dạ. Chúng ta đều biết là Trung Quốc là cái đối tác số 1 của Úc bây giờ nếu mà nói về mặt giao thương. Tuy nhiên đối với những cái quyền lợi về an ninh quốc phòng hoặc là những cái quyền lợi lâu dài với Úc, với tư cách là một cái đồng minh đáng tin cậy của Hoa Kỳ cũng như là của một vài của quốc gia Bản. Đông Nam Á ở trong vùng, thì rõ ràng Trung Quốc, Úc cũng phải có một cái lập trường để mà xác định rằng là cái việc Trung Quốc xác định cái vùng nhận diện phòng không đó nó có ảnh hưởng đến tôi, và vì vậy tôi phải bắt buộc bảo vệ cái chuyện đó, mặc dù rằng là giữa tôi và anh vẫn có những cái quan hệ về mặt ngoại thương, về mặt trao đổi buôn bán làm ăn với nhau. Người ta cũng nhìn thấy một số các cái diễn tiến mới đây khiến cho cái nhiệt độ của cái cuộc tranh chấp nó gia tăng. Thí dụ như là cái việc hải quân của Nhật và hải quân của Philippines vừa mới tập trận ở quần đảo, ở cái đảo Scarborough ngày 12 tháng 5 vừa qua. Đây, cái cuộc tập trận này đó thì... Đây là cái cuộc tập trận hàng năm phải không ạ? Nhưng mà vâng, quy mô năm nay nó có vẻ là lớn hơn. Và nó không có dính dáng gì đến chuyện Trung Quốc hết. Vì nó diễn ra ở bên trong cái vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên một cái chuyện rất là, một cái chi tiết đáng để ý, đây là lần đầu tiên hải quân Nhật xuất hiện ở vùng Biển Đông và hợp với một cái quốc gia mà họ vừa ký kết một cái hiệp ước về an ninh. Đó cũng là một cái sự chuyển biến mới trong cái nền chính trị của Nhật sau khi mà Thủ tướng Shinzo Abe tái cầm quyền lên và ông ấy diễn dịch cái hiến pháp của Nhật sau đệ nhị thế chiến như là một cái lực lượng bảo vệ và duy trì an ninh trong vùng. Chứ cái hiến pháp của Nhật từ sau cái thế chiến thứ hai cho thấy rằng là Nhật bị cấm những cái hoạt động quân sự ở ngoài quốc vùng lãnh thổ quốc gia của họ. Với cái sự hiện diện như vậy, với cái sự lên tiếng của cả Ấn Độ như là cái quyền được hợp tác với các cái nước trong vùng, trong những cái vùng đặc quyền kinh tế của đó, nói một cách cụ thể là Việt Nam, thì cái vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc vừa đưa ra là một cái sự, nghĩa là xâm phạm đến cái quyền lợi của họ đe một cách chính đáng và đe dọa tất cả những cái quốc gia khác. Có thể rằng là người ta nhận định Trung Quốc sẽ chỉ đưa ra một cái này để thăm dò, nhưng mà ai cũng biết là cái nhìn của Trung Quốc không phải là một cái nhìn một năm, hai năm, có thể là một cái nhìn đến 50 năm hoặc là 100 năm sau. Bởi vì cái mơ ước được trở thành một cái cường quốc biển của Trung Quốc là một cái mơ ước lâu đời, một cái mơ ước đã có từ hàng ngàn năm trước mà họ không có khả năng thực hiện. Bây giờ với một cái sự trỗi dậy về mặt kinh tế, về mặt khoa học như vậy thì Trung Quốc nghĩ rằng đã đến lúc họ phải thực hiện được cái giấc mơ đó. Và cái giấc mơ đó được thực hiện trong những cái hoàn cảnh và trong những cái thời điểm thuận lợi nhất cho Trung Quốc. Bây giờ họ nghĩ rằng với một cái chế độ ở Hà Nội đang nằm ở trong tầm tay kiểm soát của mình, với một Philippines ở quá xa,
và với một cái nước Úc tận ở phía Nam chẳng hạn, thì có thể là đó là một cái liên minh lỏng lẻo giữa các cái đồng minh hơn là một cái thế lực thực sự đe dọa cho cái sự bành trướng hay là cái sự mở rộng biên cương về mặt biển của Trung Quốc. Và bởi vì cũng chính vì sự đe dọa của Trung Quốc mà tại Darwin thì cũng đã có một cái sự hợp tác giữa hải quân của Mỹ, của Nhật Bản và của Úc. Tại 2.500 lính Mỹ đã tới Darwin trong một thời gian vừa qua để mà củng cố cái lực lượng tại đó. Thì rõ ràng Canberra nhìn về phía Bắc với nhiều sự lo ngại. Cái sự lo ngại không phải là một cái sự trỗi dậy trong hòa bình của Trung Quốc, mà đây là một cái sự trỗi dậy nó có tính cách gây hấn, có tính cách xâm chiếm và nó có tính cách đe dọa cái nền an ninh Úc. Úc là một cái quốc gia ở Nam Bán Cầu, tuy rằng là nó xa xôi như vậy nhưng mà rõ ràng nó tiêu biểu cho một cái tính, nó vừa là trung lập ở trong một cái thế giới chung và đặc biệt là trong cái mối quan hệ bang giao với lại Trung Quốc, nhưng mà đồng thời nó lại là một cái gương mặt đồng minh mà có thể sẽ là một cái nước lập được một cái sự quân bình trong cái sự tranh chấp này. Nhưng mà với cái lời tuyên bố về nhận dạng phòng không của Trung Quốc đã khiến Úc phải lựa chọn một thái độ cứng rắn. Và cái tôi không nói là lựa chọn chiến tranh, bởi vì Úc không cứng rắn, không phải là chiến tranh, rất là cứng rắn hơn, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Dạ vâng. Và như vậy thì nó cũng gửi đi một cái thông điệp đa chiều đến nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn là một đồng minh và quý vị có thể tin cậy, và qua những cái hiệp ước về chiến lược an ninh của hai nước thì đây là một cái sự xác lập một lần nữa để chứng tỏ rằng là Úc vẫn là một nước trong cái gọi là cái hiệp ước về an ninh giữa năm nước nói tiếng Anh chẳng hạn. Hoặc là ai sao chúng ta vẫn thường nhắc tới. Dạ vâng. Vâng, thì đó cũng là một cái điều mà nó đứng về phía Hà Nội thì có lẽ là một cái thuận lợi hơn, nếu mà nhà cầm quyền ở Hà Nội nhìn thấy cái vấn đề chủ quyền, cái vấn đề lợi ích quốc gia, cái vấn đề tồn tại của dân tộc trong cái thời gian dài, thì đây là một cái cơ hội để có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ hoặc là một cái sự hỗ trợ của những cái quốc gia bên vực cái quyền lợi cho Việt Nam. Nói đi, tất nhiên chúng ta cũng phải có nói lại là Việt Nam vẫn luôn luôn tưởng mình rằng là người ta cần mình. Thật sự trong cái thế giới thực dụng ngày hôm nay, người ta cần người ta nhiều hơn. Không ai cần mình hết, mình phải tự cần mình, phải biết cái dung hòa, cái quyền lợi giữa mình và giữa các cái nước mà muốn hợp tác hoặc là có cái ý định hợp tác hoặc là ủng hộ cho chúng ta trong cái việc này. Họ làm như thế không phải vì cái tương lai của Việt Nam, không phải vì cái sự ổn định và phát triển của một đất nước nhỏ ở trong vùng đang bị uy hiếp hoặc là đang bị chèn ép. Nhưng mà rõ ràng họ đang tìm một cái thế quân bình, và tất cả các đất nước trong cái cuộc chạy đua kinh tế như thế này, ở trong cái thời đại này, họ cần cái sự ổn định. Và Trung Quốc bị coi như là một cái yếu tố gây mất cái ổn định ở trong vùng. Dạ. Và đó cũng là một trong những cái nội dung mà khi nhóm Asia họ nhóm họp vào tháng 4 vừa qua, họ cũng đã đề cập tới cái vấn đề Biển Đông. Thì theo ông nhận định thì cái tổ chức Asia họ có đồng nhất hay không về vấn đề Biển Đông? Rõ ràng là trong 10 nước của khối Asia thì là nó có vài ba nước ủng hộ Trung Quốc một cách công khai. Lộ liễu. Cái điều đó nó cũng dễ hiểu, tại vì họ không có những quyền lợi ở Biển Đông. Thí dụ như là ở Campuchia, ở Lào. Lào là một cái nước bị bao quanh bởi những cái nước khác, không có biển. Cho nên cái vấn đề Biển Đông họ không có gì quan trọng trong cái kế hoạch quốc gia của họ cả. Campuchia cũng vậy. Campuchia bây giờ là nó gần như lệ thuộc Trung Quốc đến khoảng 70-80%. Và đó là ngay cả Thủ tướng Hun Sen vào năm 2012 khi ông chủ trì cái cuộc họp ASEAN thì ông cũng đã không đề cập tới vấn đề Biển Đông. Vâng, cái vấn đề Biển Đông bị gạt ra cái nghị trình của cái hội nghị của năm 2012 ở Phnom Penh. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái cuộc hội nghị vừa qua thì cái vấn đề Biển Đông đã được nêu ra, mặc dù cái thông cáo chung cuối cùng đã có những cái lời lẽ nó có tính cách ôn hòa hơn chứ không phải là những cái lời lẽ nó có tính cách đối phó với nhau. Nhưng mà một khi cái vấn đề đã được đưa ra một cái hội nghị ở cái tầm cỡ quốc tế như vậy, có liên quan đến ít nhất là 10 quốc gia trong vùng đó, thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề quốc tế, và vì vậy nó sẽ không
nó có hồ sơ, nó có những cái lý lẽ những của từng bên mạng. Và do đó nó cũng sẽ trở thành những cái chứng liệu để mà tòa án trọng tài quốc tế đang xét xử cái việc Philippines kiện Trung Quốc về cái việc chiếm đóng những cái hòn đảo của họ. Và mặc dù cái phán quyết của cái tòa án trọng tài quốc tế cuối cùng nó sẽ không có tính cách cưỡng hành hoặc không có tính cách bắt buộc, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là một cái sự kiện có thể về sau này trong những cái cuộc xung đột ở cái mức độ lớn hơn hoặc là nặng nề hơn, nó cũng sẽ trở thành một cái điểm mà các quốc gia phải, hoặc là các cái tòa án ở một cái mức độ khác có thể dùng nó như là một cái dữ kiện để mà nói tóm lại đó là một trong những cái bước chuẩn bị để mà trong tương lai có thể sử dụng ngay tại thời điểm này thì họ nói thêm cái điều này một chút xíu là mặc dù là Việt Nam trong cái lời của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái chuyến đi thăm Philippines hồi năm ngoái cũng đã lên tiếng ho he rằng là Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa, nhưng mà cho đến giờ này thì cái việc đó cũng không có thực hiện được. Nhưng mà ngược lại là Việt Nam lại đang bị Trung Quốc kiện, chính thức bị Trung Quốc khởi kiện về vấn đề lắp đảo. Vâng, cả hai bên đều có những cái lời tuyên bố trái ngược với nhau về cái những cái nỗ lực của họ ở ngoài quần đảo Trường Sa. Việt Nam cũng bị Trung Quốc tố cáo là đang xây dựng hai đảo, một trong những hai đảo đó là đảo Sơn Ca. Theo các cái bằng chứng từ những cái hình ảnh vệ tinh cho thấy quả tình Việt Nam cũng có thực hiện những cái việc đó, nhưng mà những cái việc đó nó có hai chuyện. Thứ nhất là họ làm sau khi Trung Quốc đã bắt đầu làm những cái hòn đảo mà họ đã chiếm đóng, và thứ hai nó không ở một cái mức độ quy mô và nhanh chóng như là Trung Quốc đã làm 800 lần như Trung Quốc và do đó thì những cái bên liên quan và ngay cả bên Philippines cũng vậy, họ cũng đang có những cái nỗ lực để bảo vệ những cái hòn đảo mà họ còn có mặt ở trên đó. Dạ, dạ vâng. Rất cảm ơn những thông tin của nhà báo Lưu Dân ngày hôm nay về lý do tại sao Julie Bishop đã phải lên tiếng để ngăn chặn Trung Quốc trong cái vấn đề tuyên bố vùng nhận dạng phòng không. Và chắc chắn là vấn đề nó sẽ không ngừng lại ở đây, thưa quý vị, bởi vì camera vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh. Và vâng, mặc dù là đang có những cái lời phản kháng phải nói là khá mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, và đích thân Tổng thống Barack Obama cũng đã nói về cái điều này và yêu cầu Trung Quốc ngưng lại những cái hoạt động đó, nhưng mà những cái lời nói đó hình như không lọt tai vào Bắc Kinh, cho nên một mặt họ vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền và một mặt khác họ lại nói với các nước kia là đừng có những cái hành động có tính cách là can thiệp vào nội bộ của chúng tôi, vì đây là cái chuyện của Trung Quốc, đây là cái vùng lãnh thổ của Trung Quốc và chúng tôi có những quyền pháp lý chính đáng để mà thực hiện những cái gì thuộc về chúng tôi. Cái trận giặc miệng này nó cũng vẫn đang tiếp diễn, mỗi một lúc nó có vẻ gay gắt hơn. Nhưng mà người ta không hiểu rằng là những cái hành động cụ thể nó sẽ xảy ra hay không, hoặc là xảy ra vào lúc nào. Thực sự là Trung Quốc đã có hành động cụ thể rồi bằng cái động thái là họ đã không cho cái phi cơ của Philippines bay vào cái vùng mà họ đang tự nhận đó là cái vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Tuy nhiên đối với Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi thì vẫn chưa có những cái gắt cao như vậy, và chúng ta phải đợi xem trong tương lai, trong thời gian tới thì Trung Quốc sẽ xử lý như thế nào nếu có những cái phi cơ của Úc hoặc của Hoa Kỳ bay qua cái vùng mà Trung Quốc đang nhận là cái vùng nhận dạng phòng không của chính họ. Và chắc chắn nhà báo Lưu Dân sẽ trở lại với chúng ta trong cái chương trình Thời sự Thế Giới nếu chúng tôi có được những cái thông tin cụ thể hơn hoặc là những cái diễn biến về cái vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã xác nhận, phải không ạ? Cái chuyện chắc chắn tôi có trở lại hay không là cái chuyện tùy thuộc vào cái chuyện tôi còn sống bao lâu nữa. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng cái vấn đề vùng Biển Đông nó là một cái đề tài tiếp diễn có thể là trong cái thời gian lâu nữa, và vì nó là một cái vấn đề rất là gần gũi với trong trái tim của mỗi một người Việt Nam, dù là đang sống ở trong nước hay ngoài nước. Chúng ta đang nói về chuyện tổ quốc, chúng ta không nói về chuyện chế độ. Dĩ nhiên là trong một cái quả tim của mỗi một người con dân Việt Nam thì Trường Sa, Hoàng Sa vẫn luôn luôn nằm ở trong cái vùng kín nhất và sâu thẳm nhất ở trong cái trái tim của mình. Nhưng mà đối với một cái việc, những cái thái độ hoặc là những cái cách hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội, có thể người đồng ý, có thể không người không đồng ý. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, chế độ chỉ là tạm thời. Còn cái sự trường tồn của một dân tộc là nó là cái vĩnh điều cửu mà chúng ta đang nói. Dạ vâng. Và có thể, rất có thể là Biển Đông là một cái sợi dây, một sợi dây nối duy nhất có thể nối liền giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và cộng đồng người Việt trong nước.
Đó là nói về mặt dân tộc. Nói dạ. về mặt dân tộc, vì chúng ta đang nói về mặt dân tộc, chúng ta không hề nói về mặt chế độ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình Thời sự Thế giới của Vietfan ngày hôm nay đến đây tạm dừng, và Kim Hòa một lần nữa rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị đối với chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ để chương trình của Vietfan TV ngày một hoàn thiện hơn và đem tới cho quý vị những cái thông tin tốt nhất và nhanh nhất. Một lần nữa rất cảm ơn thời gian mà của nhà báo Lưu Dân ngày hôm nay. Xin chào cô Kim Hòa và kính chào quý khán giả của Face TV Australia. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tuần tới. Xin tạm dừng và hẹn gặp lại.